but open. Hôm nay mình sẽ làm cái này gọi là finger food nè, để mình đem tới ăn tiệc. Cái món này làm rất dễ luôn. Đó, xúc xích thì mình cắt đôi ra thôi. Rồi mình cho một lớp sốt cà chua, làm giống kiểu như là pizza á cả nhà. Phô mai. Mình cho xúc xích vào và cuốn lại. Bột này trong siêu thị nào người ta cũng bán nên khi mà mình mua rất tiện. Mình cắt từng khoanh. Xếp vào khay có lót giấy nướng bánh để cho vào lò nướng. Đây là cái món finger food mình làm xong nè. Món này trẻ em rất thích ăn và làm cho các bữa tiệc rất tiện luôn. Mình cho nước đường gừng, cho nước cốt dừa. Xin chào cả nhà, hôm nay thì mình sẽ lại làm tàu hũ đường. Ở đây mình dùng 1 lít sữa đậu nành. Sữa đậu nành hộp á. Hôm nay mình làm 1 lít luôn ha, mấy hôm trước thì mình làm có nửa lít thôi. Mình cho 2 gói đường vani, cái này là mỗi một gói là 8 gram. Mình đậy nắp lại cho nhanh nóng lên, nhưng mà nóng một chút thì mình sẽ phải quậy để cho nó không có bị đóng cái sữa ở dưới đít nồi. Để làm tàu hũ đường thì mình dùng gelatin. Đây thì hôm trước các bạn hỏi mình là gelatin như thế nào. Gelatin là như thế này nè. Thì người ta dùng cái này để người ta làm bánh á. Thì cái này nó có tính chất là nó giúp cho cái bánh kem hoặc là cái sữa đậu nành á, nó kết dính lại. Ở đây thì mình sử dụng 12 miếng gelatin. Mình ngâm vào trong nước cho nó mềm. Mỗi một miếng gelatin thì nó mỏng như thế này. Cái này nếu như mà ai ăn chay thì không nên sử dụng ha. Tại vì cái này người ta làm từ da heo. Cũng có bạn nói là sử dụng đường nho, nhưng mà nhà mình không có đường nho nên là mình dùng gelatin. Thì cái này ngâm một chút xíu thôi là nó sẽ mềm ra đó cả nhà. Khi sữa đậu nành nóng thì mình phải quậy thường xuyên để cái sữa nó không có bị cháy ở dưới đáy nồi ha. Gừng mình thái sợi. Gelatin ngâm một chút thì đã mềm rồi, bây giờ thì mình sẽ vắt nước ra. Vắt nhẹ cho hết nước thôi, nếu không thì nó sẽ bị nát.
Mình cho thêm một muỗng đường cát. Khi mà nấu bằng gelatin á, thì mình sẽ phải để lạnh cho nó đông lại. Mình cho gelatin vào. Gelatin này khi mà gặp nóng thì nó sẽ chảy ra. Cái cách làm tàu hũ đường này là dành cho người lười giống mình nè. Thì không có mua hạt đậu nành để xay mà mua từ hộp luôn cho nó nhanh. Tàu hũ đường từ sữa hộp á, thì rất nhanh. Cái màu thì nó sẽ không có được trắng như là khi mà tự mình xay đậu nành, nhưng mà làm khá tiện lợi. Gelatin thì trong tất cả các siêu thị Đức đều có bán. Sữa đậu nành này cũng có, người ta bán sữa hộp luôn. Nên mình chỉ cần là mua về rồi mình làm thôi thì mình thấy là khá nhanh. Còn nếu như ai siêng thì mua đậu nành về xay ra làm chắc là sẽ ngon hơn. Mình đã để sôi khoảng 5 phút, bây giờ thì mình tắt bếp. Mình sẽ để ở ngoài trời, để trên tuyết để cho nhanh nguội. Trong thời gian chờ tàu hũ đông thì mình nấu nước đường gừng. Mình dùng đường nâu. Sử dụng đường nâu thì nó cho cái màu nước đường như là màu caramel luôn. Mình còn nếu như mà dùng đường trắng thì mình phải tạo màu trước cho gừng. Nước đường gừng mình để cho sôi 5 phút để cho cái gừng nó ra nước á. Xong nước đường gừng, mình nấu nước cốt dừa. Do lạnh nên là nước cốt dừa nó tách riêng cái phần chất béo và cái phần nước. Mình cho một muỗng đường vào nước cốt dừa. Xong nước cốt dừa. Tàu hũ mình để ngoài trời, bây giờ đã đông lại, giờ thì mình sẽ múc ra. Đây là cái nắp lon nước cốt dừa mình đã để lại để mình múc tàu hũ. Cái này á, là mình do mình để ngoài trời âm 15 độ nên là nó hơi bị đông cứng. Mình cho nước đường gừng, cho nước cốt dừa. Khi mà cho nước cốt dừa với nước đường gừng còn nóng là mình phải ăn liền, nếu không thì nó sẽ chảy ra hết.
tàu hũ lạnh, nhưng mà nước dừa với lại nước đường gừng nóng. Xin mời cả nhà nha. Ngon quá.